ơi, đến với Quân, 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 Quân. Bên này sẵn sàng hai xe rồi. Bên kia Pan AC Magatha. Cũng rất đẹp. Pan AC Magatha. Bên mình có hai xe. Một Summer và một Persian. Chuồn chuồn này cầm xe ngoài cánh. Ở đấy. Một xe màu 2. Một Persian màu 3 của Ninh Nấm. Và một Samaria gửi thử màu 1 GTN QT. Hơi trồi ở đầu cánh một chút. Màu 3 là người cầm Persian. Vâng, đây thấy bài quả rồi, tươi quá. Bài quả 7 luôn, có 7 hiêu. Bài nói chung là nhìn không bắt ở đầu 6 cây thôi. Vâng, 161 người đang xem sẽ chứng kiến team Mít hạ gục team Nhựa Châu Âu. Có liệu cái tỷ số 3-0 không? Nếu 3-0 trắng thì hơi, các anh hơi muối mặt. Thật sự là hơi muối mặt một chút đấy. Mình thua team Mít. Nhưng mà team Mít được chấp hai xe có một ưu tiên riêng. Có một con voi. Đôi voi đi. Vâng, có một con thôi. Lùa về hiêu về. Lùa hiêu hơn. Nếu như mà hợp lý thì lùa cả hiêu cả voi về luôn. Nhưng mà nhiều các game thủ mid AE không có thao tác tay chuẩn thì sẽ là câu voi về là đóng S ăn hiêu. Với Persian thì đóng S ăn hiêu là chuyện bình thường thôi. Hiêu 4 cũng được. Vì Persian nó không ngán đến động vật cả. Nhưng mà hiêu gần này thì lùa về là chuẩn hơn rất nhiều. Vâng, chúng ta thấy lùa hiêu, hai con hiêu về rất nhanh và cũng rất gọn. Đến từ màu 3 Linh Lấm. Một mid cũng khá cứng. Ba bốn vầy, một vầy hiêu. À, các anh chú ý. Vâng, chuẩn bị có lệnh tập trung rồi. Bốn voi bầy yêu. Bài mắc bêu dành cho Persian rồi. Vâng, lạc đà đông thì thiếu với cung A thì nó sẽ là sự khác bọt. Vì cung A dường như là kin lạc đà rất nhanh, cũng như lạc đà chém cung A bị hụt đam. Chém thì ốp không chuẩn, cung đò cũng ốp không chuẩn. Bên team châu Âu trận vừa rồi mà ham quân hơn ham dân thì sẽ là một pha ốp thắng đến từ bên phía Nhựa Châu Âu, nhưng họ hơi tham giết dân. Khi mà các mid ở trong cái giải này, các mid đánh thì rất ít sóc dân, thay vào đó sóc quân nhiều hơn. Và sóc quân nhiều thì nếu mà kin được quân thì dường như là thắng chắc rồi. Nhưng các anh này đi kin dân và để cho cung A bắn thoải mái luôn. Rất tuyệt vời. Vâng, trận này tôi nghĩ là kích 10 đấy. Vâng, bóng dân 17 mới lùa hết được 7 hiêu về. Vâng, lúc đầu thì khen nhanh. Bình tĩnh, Hà Nội là không vội được đâu. Ôi, bay quả. Bài siêu giàu gần nhất nhường một tên. Đây là xe ấy từ Chuồn Chuồn. 21 trên 24. Một bài hình chat comment rất hay đúng không ạ? Dương L. Và khả năng Persian bài Dương L. Đây là xe màu 2 trong cánh và đánh cung. Màu 3 đang câu con voi. Vâng, chưa kích đời sao? Ui dồi ôi, vì con voi lỗi quá. Câu voi, câu này câu vé, câu vé. Cái này phải câu vé, đừng câu về nhà chính, tham về nhà chính ở trên sân. Kích đời 745. Nói chung thế là chuẩn rồi. Vào top 1 thì ra kích 9:15 bài này. Bầy hiếu 4 và voi về như thế này thì là 9:15. Đóng S ăn bầy hiếu trên này và ăn luôn con voi, 3 ăn voi ở đây. Hợp lý, cũng là hợp lý. Nhưng mà cần phải cắt dân ăn gỗ. Bầy hiếu 7, úi rồi. Khỏe thế này thì ai chơi, chém bố luôn không? Vâng, phú như gắn đi các chị ơi. Dâng lờ luôn, thẳng mồm nha đối bạn. Vâng, nhà này mày để cho Bi, Hồng Anh, Chim Sẻ, Gunny, he he ép đời thôi rồi tao. Cũng như các tay chém khét của làng AE hiện tại như Meo Meo chẳng hạn, cũng là bài ép đời kinh khủng với bài này. Quýt cũng có thể ép được bài này kinh hồn luôn. Bài 4 voi, bài hiệu 7, quả phụ.
dâng lờ sát mồm rồi. BM bảo là bài là kích 10 mà ai bảo 11. Và chuẩn bị kích đài thôi, 10:30. Rồi ăn con voi kia. Con giò công thủ luôn, cần thiết là lên xem 4 bài này cũng được. Bài quả luôn. Sao lại lộc thế nhỉ? Vâng. Đánh hay là còn gặp may. Vâng, ăn vàng. L2 luôn. Bài này 2 là đều luôn. Úi giời ơi, lại voi này. Úi giời ơi, úi giời. Toàn voi thôi, cái đống thịt nó cứ hiện ra mầm thế này. Bài này top kích 9-1x. Nếu mưa mà thấy voi như này thì sớm như này thì có khi còn 8 cơ. 19 dân. Gặp luôn nhà 7 lại anh 7 rồi, heroin. Vâng, anh 7 lại gặp rồi. Vâng à, vẫn còn đang nóng ruộng. À, màu 7 là cầm Roman hay Kata đây. Như vậy màu 7 cũng đã lên đời rồi, ép đời khá tốt những cái thủ màu 7 đấy. Nhưng bài đây chưa ăn được vàng. Ồ, thôi. Thôi. Còn con A Max C xem 4 luôn. Vâng, tao bắt tay hơi chậm. Và tôi là 2L long sọc rồi. Vâng, bây giờ mà đóng S ăn vàng con dò chết luôn. Max C không ăn được vàng đến từ thủ màu 7. Max C không ăn được vàng lấy gì để đánh Y để vào nhà Samurian đây. 2L xong 1L, hơi khó chịu. Rồi. Rồi tiếp tục chạy đến nào, hành lạc đối phương thôi. Vâng, vâng bị dâng lờ vào mồm, cảm giác nó đáng lòng lắm. Nó đáng lòng lắm. Bị tim ít dâng lờ thẳng vào mồm, hơi đen rồi. Vâng, đây màu 4 thôi, thoải mái thủ nhà thôi. Đá quá nhà còn lại. Lại màu 7 đây. 29. Voi như này cũng mà ăn đến Tết đây. Vâng, chém quá vô. Đây đến màu 2 cầm sen tham 39. Summerian đánh chém hay đánh cung? Cung đánh cung. Thế ba ông đánh cung à? Thế để một duy nhất Berserian đánh chém. Vâng, cũng được, đánh cửa trên. Đánh kiểu cửa trên. Vẫn ở không? Màu 8 ơi, màu 8 mới bay ruộng của anh ơi. Màu 8, lại là màu 8. Chưa bánh xe. Chém với nhà thứ hai rồi. Ôi giời ơi. Như này là như nào? Như này là như nào? Fit luôn. Fit luôn, fit. Rồi, thắng lại 32. Chém 4, bây giờ mình nâng sao muộn thế nhỉ? Chém 4. Nâng lại chém 4 đi. Chưa nâng được đâu. Ba mươi bốn rồi. Lại là màu 8 mất bài vàng này. Anh bờ mời anh có nhắc lên màu 8 có mất luôn bài vàng nữa không? Một trận chém hai nhà đến từ cái thủ mít màu tà màu ba. Tạt tiếp nhà thứ ba đi màu ba linh nấm. Lại là màu tám fit dân rồi, màu tám chắc chắn fit luôn, màu tám fit luôn. Kinh khủng. Thằng này 36 chém 4 đến từ Persian. Vâng, quên nâng, tên quên nâng chém 4 đến từ Khang Mít thôi. Nhưng bây giờ nâng rồi. Vâng, bơm đồ. Lại đến nhà thứ 3. Nhà thứ 3. Ôi, lại nhà thứ 3 rồi. Màu 5 là Roman.
Đen thì muộn rồi anh ơi. Kinh khủng quá. Chém ở nhà thứ ba rồi thắng lại 37. Ôi bay khô, bay khô, bay khô. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. À đây rồi, chỉ bằng nhậu, chỉ bằng nhậu. Đến đây rồi, lại dân này. Lại thích rồi. Ô, oh, oh, đen cả BG chạy. Đen cả BG chạy. Ai nhìn anh, đen BG, đen BG, đen BG. Đen có mẹ BG. Đây, 32 thôi. Ôi, sao lại yếu sinh lý thế? Vâng, Seng lại đánh cung A. Seng, ô, nhà thứ tư à? Đó, lại, lại nhà thứ tư à? À, đây, 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 đây rồi. Oh, oh, oh. Vừa là đạt chém 4 anh ơi. Ôi, ôi, sao anh được bơm 300 thực cái này? Mịp quá. Ủa, 42-48. Thôi lại win rồi. Đồng chí lại văn chúng tôi rồi. Chém với nhà thứ tư. Đây là nhà thứ tư. Và nhà AC. AC đầu gánh. Vào, vào luôn. Chỉ với nhau. Kinh khủng quá. Tham lại vẫn thế, không tăng không giảm. Cái độ kinh khủng đến từ team mid. Này, cung đâu vào đây, cung vào hết đây. Cân hết, được chưa? Cân hết. Lại cân hết. Cân hết luôn, xúc đi. Chém 4 nha, từ cái từ 1-3. Và kinh khủng. Cả màu 5 vào đây hôi này. Bài highlight thực sự đến từ Berset. Ui ở nhà kìa, vốc lạc đà. Ui ở kinh hồn. Xem đủ bốn nhà thôi. Tham lại lại đè đến từ bên mình rồi. Bên kia Tham không thua. Bốn mod đến từ Xem. Đẩy thôi, đẩy thôi, đẩy thôi. Cung A chỉ việc ở nhà thủ. Vâng, với lượng đồ là toàn 1 lít. Ờ, Summer Tham 69. Ô, Tham đẹp này. Lên 71 rồi. Ui giời. Màu 5 cũng đông lạc đà đấy, đừng đùa. Đến đến màu 3, lại là màu 6 này. Lại màu 6. Đến khổ. Chém đến dân đi. Ui giời ơi, chém 4 nhà. Đấy. Rồi. Ôi trời ơi, màu 6 cháy ruộng, mất ruộng kìa. Có ai để ý màu 6 mỗi khoanh ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh lại mất lốt rồi kìa. Nhà thành vườn không, nhà trống rồi, chả có cái gì, dân vác hết đi chạy rồi. Rất nhanh. Dân đâu, dân đâu. Dân đâu, ai lại, dân đây rồi. Ơn rồi, dân đây rồi. Vâng, chạy cối. Chạy cối kiếm trận thắng rồi, đi ăn cơm. Vâng, đội bạn này đang buông chuột rồi. Lại khoanh ruộng này. Lại khoanh ruộng này. Tham lại đè rồi, không phải xoay. Khổ lắm. Thôi thôi thôi, lại chui ra. Đúng rồi. Vâng, đút vào, rút ra rồi để chuẩn vào. Vâng, không thắng là chặt đầu tôi đi. Trận này không thắng chặt đầu tôi đi. 59. Vâng, 122 đến từ Seng. Ơ, lùi lại. Kích 4, kích 4, kích 4. Kích 4. Vâng, bây giờ lạc đà vào, lên 4 xong rồi, ui rồi. Lên 4 xong, 1.300 thực, 1.400 gỗ và 1.000 vàng. Tự mình lên, không ai bơm. Đồ kinh khủng, chặt gỗ 3.
nâng đầu mẫu bản đồ rồi. À, màu ba. Vâng, đội bạn quýt được chưa? Giờ sau hot thì thi đấu rồi. Hugo đi sai, 3-0 rồi cho Team X. Một trận yếu chém quá tốt đến từ Ninh Đấm. Và cầu bom nó phải bất lực trước cái... trước cái đầu kinh khủng đến từ Persian. Và chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo của Team X thôi. Một trận đấu ánh 3-0 trắng. Kinh khủng. Cái đầu kinh khủng đến từ Mid AOE đỡ làm sao. Và chúng ta đến với trận thi đấu thứ 3. À, hết rồi, trận 3 rồi.